What a rear-wheel drive car, because a rear-wheel drive is a real driver's, car, takes car control. And once again, this is straight out of the showroom. This is an accurate demonstration of what these cars are about. But this time, we're going to involve everybody. You know me, sau đây sẽ là màn nhung vui nhất nè. Được thực hiện bởi rõ ràng là đi rất là chậm, thưa quý vị, đi chậm lắm. Nhưng mà bánh xe thì quay hơi nhanh. Và chiếc xe mà được dùng để biểu diễn cho quý vị cho màn two-wheel drive này là một chiếc xe SUV số tự động. Và đây là chiếc xe mà quý vị có thể trở thành chủ nhân của nó. Đây là một chiếc straight out from the showroom, không có bất kỳ một chỉnh sửa lớn nào. Và trong tháng 7 này, quý vị sẽ có thể sở hữu nó chỉ từ 799 triệu đồng. Và vì đã có một chút trục trặc gì đó. What's wrong? Chạy. Vâng, tôi không biết là sự tình như thế nào mà Red Swift nói là anh Bính anh vừa mới cắn vào tay à? Tôi thực sự là tôi cũng không hiểu vì sao chuyện đó lại diễn ra. Vâng, có lẽ là xúc động quá ngồi trên xe là ông bị giẫm lên kia cơ mà. Hơi cuồng. Ông lái một tay. Ông giữ một quả thực thì tôi cũng đau rất là chia sẻ. Cảm giác với những hành khách đang ngồi trên. Quý vị có thể thấy cho dù là một trò chơi rất nhỏ nhưng Red Swift cũng muốn giành chiến thắng. Và có lẽ chỉ là để gửi tới những tiếng cười dành cho quý vị mà thôi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng chính tinh thần này đã giúp cho Red Swift có thể duy trì phong độ của mình trong suốt hơn 30 năm biểu diễn. Vâng. Chính là tinh thần, cho dù là có là một cuộc chơi thì cũng rất như